ở đâu vậy? Ủa, tụi mình đang ở đâu thế này? Ủa, Tô Gà, HuyNoob mang qua đây à? Ôi trời, tụi mình bị kẹt trên một lốc phanh cuồng rồi. Ông là anh dắt cho tụi bay. Ông phải dắt phanh của tao mà. Ôi trời, hình như mấy phanh cuồng đang đánh lộn nhau rồi kìa. Ôi trời, ôi trời. Ôi trời, nhà mày tụi mình luôn rồi kìa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Dùng con dao đó để mà thoát khỏi đây đi. Ok, trong lúc mà những người kia không để ý, tôi sẽ nhích lên này. Ok, rồi sao tôi ngã xuống một cái. Sắp được rồi. Rồi, giải thoát thành công. À, giải thoát cho tụi tôi nữa với. Tôi nữa. Được rồi, để tôi giải thoát cho mấy ông kìa. Ở trên trời kìa mấy ông có thấy không? Đó chính là một người bạn gái fan cuồng ESC kinh dị hả? Wow, tôi lên đập nó trước nha. Trời ơi, giải cứu tụi tôi trước đây. Chạy ra là chạy từ từ chứ bây giờ tôi sẽ đập lứt nè. Trời tối sầm lại rồi. Đây là bạn gái kinh dị đó hả? Ôi trời, bây giờ tôi phải làm sao đây ta? Bây giờ chúng ta có cái gì đấy ta? Ủa, hồi nãy là cái đầu rơi ra từ một cái bạn fan cuồng nè, uống ghép lại thành một bạn gái khác hả? Ở đây tôi coi nè. Ok, chúng ta có thể nhận được nhiều block ở đây nè đó. Một block nè. Cái gì đây? Ui, chúng ta được một cái búa tình yêu nè các bạn. Ok, với vũ khí này tôi nghĩ là tôi có thể qua bên kia và giải cứu Tô Gà cho HuyNoob thôi nào. Rồi chúng ta vô được rồi nè. Ok. Tô Gà. Ôi dân ơi, tụi tôi đang bị hạ fan cuồng theo dõi nè. Tôi cũng vậy luôn đó. Không sao, có tôi ở đây mấy ông đừng có lo. Ok, một bạn nè. Ê cha, ôi trời, hai người này rồi làm sao tôi phải một đấu hai được? Đúng rồi, tôi phải giải thoát cho hai tên này chứ cái. Ê cha, ra đi Tô Gà HuyNoob ơi. Được rồi, bây giờ là ba đấu hai nè. Được rồi, bây giờ chỉ cần anh em xúc phong lên là được thôi. Ủa, anh em tôi đâu rồi? Ôi trời ơi, nó có mấy bạn chết chậm đi chứ. Ôi trời, giờ sao chứ sao tôi lên một đấu hai được nữa. Nè, đã đến lúc tôi dùng chiêu trọ này rồi. Xin chào em, anh tới đây từ chiều. Hay là bây giờ em giúp anh đánh bại con Mimi kia thì anh sẽ giúp bé cưng có cơ hội với Tô Gà cho. Ok. Ôi trời ơi, chơi gì mà dễ dàng vậy ta. Trời ơi là trời, đơn giản vậy. Vậy được cho anh. Được rồi đó, cảm ơn nhiều nha. Và phần thưởng của em là đánh bại đã giúp mình có thêm hai bộ phận của bạn fan cuồng rồi nè. Hình như chúng ta chỉ còn thiếu một bộ phận nữa thôi. Tông lâu rồi hai cha ơi. Ô cái đầu hai ông được một. Cái biết lỗi chứ em. Một block được nâng cấp rồi. Ôi mấy ông ơi, chúng ta có một block mới kìa. Một cái shop trái tim hả? Trời, nhìn đáng yêu vậy. Chúng ta có nhiều trái tim lơ lửng à, cũng là một block bạn gái fan cuồng SM mà. Ở trên chúng ta có ba món đồ nè. Một cái giáo trái tim hả? Được rồi, tôi lấy nè. Ôi, không được rồi. Cho tôi không đủ tiền vậy. À, đây là 10, hình như là 10 trái tim đó. Ủa, các bạn thấy không? Rồi bây giờ tôi có rất là nhiều luôn. Bởi vì từ nãy giờ tôi thu thập trái tim từ những bạn gái fan cuồng đó. Tao để tôi cho HuyNoob mượn nha, HuyNoob. Đó, HuyNoob chơi kìa. Wow, nhìn hay vậy trời. Cái súng sáu nòng nhìn dễ thương quá vậy. Tôi phải mua cái này mới được. Nhìn ngầu nè. Ok, còn món cuối cùng là một cái cánh thiên hồng á. Ồ, nhìn đẹp á. Còn 100 rồi. Ôi, tôi mua cái này xong là tôi hết tiền rồi. Ok, mua nè. Wow, cái cánh thiên hồng này tôi bay được nè. Một góc bị tấn công. Ủa, nhìn kìa. Ôi trời, thì một con quái vật bạn gái fan cuồng đang tấn công một góc của mình. Mọi người, bây giờ thì đừng có bỏ rơi tôi nữa nha. Tấn công nó đi. Ôi, nó không có tác dụng gì hết trời. HuyNoob bị Tô Gà phản rồi. Rồi, sẽ đi kéo luôn nha. Trời, cái thằng này như cơ hội như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm gì đây ta? Con này mạnh quá. Tất cả sức mạnh của chúng ta không làm được gì hết. Đợi tôi thử coi nè. Ui, gì vậy? Cái chân ai rơi xuống vậy? Thua tới chính là bộ phận cuối cùng luôn á Tô Gà. Ok, bây giờ Tô Gà ơi, ông cố gắng giữ chân nó lại trong lúc tôi phục hồi bạn gái nha. Nó chắc không vậy á? Chắc. Bây giờ thì tôi đi ra với Tô Gà. Ai da, trời ơi, làm vậy? Ui da da da. Được rồi, để mình thử cái nào. Bây giờ thì đây là cái tay nè, cái thân nè, cái chân, rồi cuối cùng là cái đầu. Hỉ cha. Cái gì vậy? Chúng ta đánh bại được đó rồi nè. Yeah, chịu ơi, được bạn ghép fan cuồng rồi. Trời ơi, bạn này mới vô mà đánh một phát chết con chùm luôn. Chạy đúng là fan cuồng mà. Ui, nhưng mà mọi người bên kia thấy không? Hình như chúng ta mở khóa địa điểm cuối cùng của mình rồi. Hình như chỗ này bạn fan cuồng ESE đang ở đó. Để đây phòng, bây giờ chúng ta hãy mua vật phẩm cuối cùng đi. Ủa, gì đây? 1 triệu trái tim cho một cái cánh cổng gì đây? Ủa, nhìn có vẻ hiệu nghiệm đó. Đâu? Được rồi mọi người, giờ hãy ngồi lên tôi đi, tôi đem qua chỗ đó cho nè. Nhanh nào, nhanh nào. Rồi, qua rồi nè. Yeah, xuống đi nào mọi người. Rồi tự tự nha, mấy cái quà tảng đá này khơi đánh tụi mình giỏi ngược lại. Dạ, dạ. Ủi ghê vậy? Đừng nguy hiểm lắm Jack ơi, chúng ta phải trời ơi, ghê lúc không bay thẳng lên luôn, mấy bạn của anh khổ vậy. À đúng rồi ha, muốn chở tụi nó khỏi ơi, ta lên đi bạn fan cuồng ơi. Để chúng ta bay qua luôn nè. Được rồi. Vậy đây là đấu trường đó hả? Và như, ui, con ấy đang chịu hồi giữ fan cuồng khác hả? Đừng lo, bởi vì tôi có cái cánh cổng ở đây, đặt xuống nè. Đây nè, đặt cánh cổng xuống đó. Và cánh cổng này sẽ chịu hồi ra. Wow, những bạn fan cuồng quá, nó đâu tới kia. Và với nhiêu đây đội quân, chúng ta chắc chắn có thể đánh bại được họ. Tấn công. Wow, rồi bắt đầu nè. Wow, đội quân rồi, fan cuồng HSE đối với fan cuồng thường sẽ như thế nào đây? Ai thắng các bạn hãy bình luận ở dưới nha. Và hình như chúng ta còn một fan cuồng ESE với tôi là chiến thắng rồi nè. Ok, cố gắng lên, cố gắng lên. Yeah. Ôi cái gì vậy? Ôi, hình như cậu ta kìa. Biến thành một con quái vật cơ chế thật sự rồi kìa. Rồi, nhìn gớm ghiếc quá. Ôi, đáng sợ gì nhiều đánh nữa. Ôi, vô luôn ạ. Ok, được rồi, coi mình coi làm được chuyện đây. Hẹn nha. Ôi trời, mình chỉ coi bay được thôi nè. Cố lên, bạn fan cuồng ơi. Ôi trời, ôi trời ơi. Ôi, con nó to như vậy kìa. Ôi, Ôi, hình như tôi có ý này nè, bạn làm theo tôi nha. Ok, sẵn sàng chưa? Tới nè. Hey, cha. Cha. Wow. Ok ba. Wow. Wow. Ui, được chưa? Ui, được rồi kìa. Trời ơi, tôi không ngờ. Ôi trời ơi, quấy đi bụi rồi. Sáng số em một nụ hôn giết được quái vật luôn hả? Bạn đi chỗ kia chính là đường để mấy anh dạng thế giới bình thường của mình đó. Ok, cảm ơn bạn fan cuồng đã giúp mình nha. Ui, là lần này làm tôi nhớ tới tôi từng sinh tồn trong một góc bạn ghép fan cuồng á. Các bạn hãy bấm vào video này để xem đó nha. Còn giờ thì tôi phải quay